Chiều nay tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Sự triển lãm có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi trưng bày 320 hình ảnh, hơn 123 tài liệu, hiện vật quý với các nội dung. Một số hình ảnh về văn hóa Việt Nam trước năm 1930, Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc. Thông qua những hình ảnh, tư liệu quý, triển lãm khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người đặt nền móng giao lưu văn hóa quốc tế, người luôn nhận thức rõ vai trò quan trọng của văn hóa trong việc nâng cao vị thế của quốc gia, dân tộc trên trường quốc tế, bởi văn hóa chính là cầu nối giữa dân tộc, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau. Triển lãm diễn ra từ ngày 16 đến ngày 27 tháng 11 năm 2021 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và ngày 24 tháng 11 năm 2021 tại Nhà Quốc hội.